Đúng không, Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Ở lúc này đang là buổi sáng của ngày 21 tháng 1 năm 2024. Bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải đang bàn giao và gửi anh Trung tại Phú Thọ. Anh đã về trực tiếp tại cơ sở của Đồ Gỗ Hoàng Hải và đã chốt mua một bức tranh. Bức tranh đồng quê với kích thước là 1m07 x 2m17. Anh đã cũng tham khảo rất là nhiều nơi và cuối cùng anh đã lựa chọn sản phẩm bên cơ sở của Đỗ Hoàng Hải để trưng bày trong không gian phòng khách nhà anh. Thì trước giờ bàn giao tới tay anh đây thì anh đang xem trực tiếp. Đó, Đỗ Hoàng Hải cũng xin chân thành cảm ơn anh. Anh ơi, anh có thấy sản phẩm bên em thế nào anh ạ? À? Anh cho em xin một vài cái bình. Anh cũng tham khảo nhiều nơi rồi. Vâng. Về gặp Phú cái là cảm thấy ok là anh chốt. Vâng, luôn. Vâng. Chúc danh chúc cơ sở làm ăn gặp nhiều may mắn. Vâng ạ, vâng. Em xin chân thành cảm ơn anh Trung tại Phú Thọ. Anh đã về trực tiếp tại cơ sở của Đỗ Hoàng Hải trong buổi sáng ngày hôm nay và anh đã chốt bên cơ sở Đỗ Hoàng Hải. Em cũng xin kính chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc và rất mong được anh cũng như mọi người tiếp tục ủng hộ bên cơ sở Đỗ Hoàng Hải để bên cơ sở Đỗ Hoàng Hải ngày một phát triển hơn. Và sau đây thì Đỗ Hoàng Hải cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn anh rất là nhiều, thật sự là bán cho anh là để kỷ niệm, chân tình luôn, kỷ niệm anh một bức tranh để anh làm quà cho anh trong cái dịp cuối năm này. Xin cảm ơn quý vị và mọi người. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Xin chào.